Jomu hay súp Giramon là một món súp bí ngô truyền thống của Haiti, được làm từ rau, chuối, thịt, mì ống và gia vị. Món súp này ban đầu chỉ được dành cho các chủ nô lệ. Người Haiti sau đó đã sở hữu món súp này khi giành được độc lập từ Pháp, biến nó thành biểu tượng của sự tự do và phẩm giá, cũng như sự kiên cường của họ. Món ăn này thường được ăn vào ngày đầu tiên của tháng Giêng, ngày độc lập của Haiti. Nó cũng được dùng như bữa sáng truyền thống vào các ngày chủ nhật.